Tặng em thôi cái gì vậy? Em ăn đi. Dạ. Ăn cũng nhiều. Anh em cười dễ thương quá, tên nó bấu gối quá, tên nó bấu gối quá. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt anh đã trao nụ cười. Rồi công việc ngày thường em làm ở đây rồi em có đi làm gì chưa? Em dạo này không có đi làm nhiều. Ngày xưa thì làm suốt, làm từ sáng cho tới tối luôn. Ăn cơm chưa? Ngon không? Em ăn không nổi chị Tường rồi. Sao vậy? Nhìn bạn bé bối rối tim đập. Trời ơi, nhìn bạn bé bối rối quá tim đập thiệt tình. Nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được nè? Em muốn tìm hiểu bạn gái thì từ 6 tháng đến 5 là em bước tới. Còn em dự kiến, dự định, thí dụ mình tìm được người đúng ý của mình thì mình bao lâu nữa mình kết hôn được? Em thấy bây giờ mình cũng lớn rồi, thời gian chắc cũng 6 tháng hoặc 1 năm là cũng... Vậy là cũng trùng khớp rồi ha. Quan điểm của em trong hôn nhân là như thế nào? Hôn nhân thì phải có sự chung thủy. Theo em nghĩ, ví dụ mình lập gia đình rồi thì ở trong nhà cái tài chính kinh tế ai sẽ là người quản lý? Nếu mà em lập gia đình rồi á, cái tài chính á thì em sẽ đưa cho vợ em 6 em 4. Tại vì em đi làm ở ngoài xã hội thì em phải ăn là uống nước rồi đổ xăng, ví dụ đi, dạ, rồi đi xe sẽ bị hư này kia mất không. Còn em nghĩ như thế nào trong gia đình thì người trụ cột thì ai sẽ là người quản lý tài chính trong gia đình? Em nghĩ bạn trai nó cũng hợp lý. Bạn trai thì cũng nếu mà khi mà lập gia đình thì cũng nên đưa vợ một phần, nhưng mà cũng phải giữ một phần, tại vì người ta cũng sử dụng mà. Và bản thân em cũng có tài chính nên cũng quan trọng điều đó. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra thì lấy nhau về thì cũng không thể nào mà ở này tiền anh này tiền em, mình cũng phải có một cái quỹ chung để mình lo, mình xây dựng, rồi chưa kể con cái, rồi giáo dục con cái, rồi mình phải hậu thân hậu thuẫn về sau nữa. Rồi hồi nãy chị ra ngoài thì chị thấy hôm nay là em đi có bạn bè đi theo đúng không? Có người nhà đi theo. Em họ. Em họ em đi theo. Rồi bây giờ sẽ mời em họ của bạn trai vào để chúng ta hỏi thăm ý kiến nó như thế nào nha. Mình đã vào vị trí rồi, bây giờ chàng trai sẽ giới thiệu lớn thật to rõ cho cô bạn gái bên đây có thể nghe được thông tin của mình nha. Rồi, mời bạn. Lần đầu tiên lên sóng, mình xin tự giới thiệu là mình là Trương Văn Hiếu. Dạ. Sinh sống tại Sài Gòn. Làm việc tại hãng xe Subaru Toyota, quận 12. Hiếu quê ở đâu Hiếu? Quê Tây Ninh chị. Tây Ninh. Rồi, năm nay là Hiếu bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. Bên đây là Hiếu. Rồi, còn em? Dạ, em là Lại Đình Diệp Ngọc. Em sinh năm 1983, em 37 tuổi. Em đã từng là nhân viên khách sạn, ngành du lịch. Nhưng mà dạo này dịch Covid nó xảy ra lâu quá nên em cũng đang chuyển ngành. Anh đang nộp đơn vô bảo mẫu. Bảo mẫu hả? Sao tự nhiên từ bên khách sạn qua bảo mẫu vậy? Dạ, tại vì lúc mà em làm ở đó thì cũng có dịch vụ mà chăm sóc trẻ mà em cũng thích mấy đứa nhỏ cho nên. Ngọc quê ở đâu? Nhà em ở đây luôn. Nhà ở đây luôn. Rồi, thế bây giờ hiện đang sống với ba mẹ hả? Dạ, hiện tại em sống với ba má em. Rồi, còn Hiếu là mình đang sinh sống với ai? Với mẹ. Với mẹ luôn? Với út gái. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Hiếu? Điểm mạnh của em là thích nấu ăn, với hòa đồng với anh em vui vẻ trong công việc. Còn điểm yếu thì nhát gái. Nhát gái bởi vì bữa nay mới nhờ tới chương trình mai mối cho mình đúng không? Còn Ngọc? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, cũng hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì cũng chắc là nhút nhát. Bây giờ mình có cái sở trường gì không? Lúc rảnh rỗi em làm gì Ngọc? Em ít đi tụ tập bạn bè, em chỉ ở nhà nhiều với nghe nhạc. Rồi, nghe nhạc là phải biết hát. Hát một bài phục vụ cho chương trình với là tặng cho anh Hiếu bên đây. Em hát bài thiếu nhi nha. Rồi, chuẩn bị làm bảo mẫu luôn. Em hát bài Cháu Lên Ba đi. Trời ơi, vỗ tay đi cho cháu ơi. Cháu lên ba cho vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu ngoan nhất nhà. Ngoan nhất nhà để mẹ lên đường rây. Ông vào nhà mây, ông bà vui cấy cây. La 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 la. Rồi chúc cho cô bảo mẫu được nhận công việc nha. Còn cháu bên đây sao, cô ca vậy nghe ổn không? Cháu ok. Rồi bây giờ tình trường thì sao nè Hiếu? Trải qua mấy mối tình? Được 2 mối tình. Mối tình đầu nói chung là cũng được 12 năm. 12 năm. Yêu thì có yêu, nắm tay cũng có nắm tay mà chưa đụng gì hết. 12 năm mà không có đụng gì hết. Không, này là tình yêu trong trắng. Tình yêu trong trắng từ lâu năm, mấy tuổi đến mấy tuổi? Từ năm 22 tuổi. 22 tuổi cho đến 34 tuổi, yêu 12 năm không mận gì hết. Là người đó đi qua nước ngoài vẫn chờ đợi đàng hoàng. Thì một cái tin nhắn xúc động á, gửi về tới Việt Nam là thôi anh lấy vợ đi, em lấy chồng rồi. Mà lý do tại sao mà tại vì lúc đó là công việc làm chưa nó ổn định mấy, thì bên gia đình nó không chịu chấp nhận. Thì bên kia là do mình điều kiện kinh tế chưa có ổn. Dạ, đó đúng rồi. Sau 12 năm đó bắt đầu là buồn quá, cái bắt đầu lên mạng bên Zalo á, là cũng có quen một người đó cũng quen gần 2 năm. Thì rốt cuộc người ta cũng chia tay luôn. Lý do sao người ta chia tay? Lý do là qua bên nhà mẹ người đó chơi thì nói lương không ổn định. Cả hai mối tình đều một lý do là do là mình, nói chung hẳn là mình nghèo. Là bắt đầu là từ đó sắp tới là cố gắng làm không biết vợ giặt ngày đêm hết. Không có cứu vãn được hả? Tại vì bên gia đình bạn gái thì bác thì cho một câu nói thì đứng dậy xin lỗi bác thì về thôi. Người ta nói là giống như đũa mộc mà ngồi mâm son á, chị cái hiểu câu tục ngữ đó. Bây giờ em buồn mấy em đi về, nhưng mà mình cố gắng thì thật sự bây giờ cũng mình cũng không trách người ta được. Dạ, tại vì rồi. Bây giờ tại mình cũng 38, 39 tuổi rồi, ổn định á, người ta đâu cũng không muốn con gái mình khổ đó. Rồi bây giờ hỏi thiệt là từ lúc đó đến nay thì mình đã cố gắng hơn, mình cuộc sống của mình nó có cải thiện chưa, kinh tế mình nó đỡ hơn chưa? Thì em có mua một căn nhà. Ừ. Em làm là phấn đấu của em để sau này mà có cưới vợ hay chồng vợ. Mà mua được chưa? Dạ mua rồi, giấy tờ em đứng tên mà. Thì vậy là, nhưng mà lúc chia tay là mua chưa? Chưa. À mới mua sau thôi, dạ. Sau khi chia tay rồi. Lúc mà em lên đăng ký chương trình á là 2 ngày sau em mua nhà rồi. Đó. Rồi lấy vợ liền thì công việc mình ổn định chưa? Rồi mình có tiền cưới để đám cưới không? Dạ em mua nhà em còn dư một số. Em kinh doanh thêm một cái quán nhậu hải sản. Ừ. Rồi có nghĩa là cuộc sống là bây giờ an cư rồi. Dạ. An cư sẽ lạc nghiệp rồi. Thôi chúc mừng Hiếu trước mắt là chị thứ nhất là đồng cảm với hai cái mối tình đã qua của em. Khi nhắc tới mà chị thấy trong mắt em vẫn còn long lanh lên, có nghĩa là em cũng còn nhiều cái nỗi niềm u uất lắm. Chắc là mình cũng lúc đó mình cũng mặc cảm đúng không? Dạ, đúng. Nhưng mà chị, bây giờ mình rất là giỏi rồi, mình đã vượt lên được cái điều đó, mình đạt được như ngày hôm nay từ mà hai bàn tay của mình, là điều đó đáng trân trọng. Dạ. Cho nên không có gì phải buồn hết, chưa đủ duyên thôi. Biết đâu nó đến chậm, nhưng mà cái duyên chậm thì nó sẽ chắc và nó sẽ là mãi mãi với mình sau này. Dạ. Hiểu ha? Rồi vui lên, bây giờ mình có nhà có cửa rồi, vui lên. Rồi bên Ngọc thì sao, những cái tình trường của em như thế nào? Dạ hồi xưa giờ em chỉ có quen một người. Ừ. Quen thì cũng có mấy tháng thôi mà em cũng chia tay bằng nó lâu rồi. Sao? Xin lỗi nha. Không sao hết mà sao buồn, mới quen mấy tháng mà có gì dữ vậy? Em xin lỗi, tại vì cứ nói tới là em xúc động. Tại vì mối tình đầu phải không? Mà bạn nó đối xử với em tệ. Tệ là tệ như thế nào? Cụ thể là tệ như thế nào? Quen bạn đó em không có đòi hỏi gì hết. Tại vì mình cảm nhận là mình chỉ cần cái tình cảm chân thành thôi. Mà bạn đó chưa bao giờ biết mua quà tặng cho em. Nói chuyện với em không bao giờ mà nói một cách ví dụ bất đồng. Bạn nó lúc nào cũng nói những câu làm cho em tổn thương. Mà em tổn thương tới bây giờ em vẫn còn cảm thấy. Ví dụ một em chị muốn chia sẻ với em, muốn đồng cảm với em. Ví dụ như là một câu đó là cái như thế nào? Ví dụ em nói là em buồn má em, nhiều khi em cũng thấy buồn. Em thấy là má em là người cứng rắn, không có dịu dàng. Nhiều khi em là con gái em cũng muốn được quan tâm, yêu thương đó. Mình nói là nhiều khi em thấy má em không biết thương em nhiều, hay là thương cái tiền nhiều hơn. Thì bạn đó, bạn thay vì nói với em là thôi em ơi, tình cảm ba má của mình sao mình biết được. Tự nhiên bạn đó chửi em quá trời, chửi em luôn. Bà ấy nói là công ơn cha mẹ hay là cái gì đó rồi, nhưng mà bà ấy không biết cách nói chuyện. Ý là em trách móc gì, tại vì em nghĩ là cái người đó người bạn của mình muốn tâm sự những cái tình cảm của mình thôi. Hay gì không đồng ý thì chỉ nói câu qua vậy thôi. Hình như tụi em vì cái câu nói đó mà chia tay trong dịp Tết luôn. À, đáng lẽ là em tính là không có nói chuyện nữa, nhưng mà tự nhiên em bị cái cảm xúc đó. Cảm xúc của em lúc đó là nó đau khổ đó. Rồi em có gọi điện thoại cho bạn đó, em có gọi hình như là 3 cuộc, bạn đó không có bắt máy. Xong rồi em nhắn tin cho bạn đó, em nói là em cảm thấy đau khổ, em thấy buồn bã đó. Rồi bạn đó nhắn tin cho em nói là không muốn đi chơi em nữa, sợ bị sét đánh chết. Tự nhiên nói em cảm thấy giống như là mình bị một cái gì đó xúc phạm, đau lòng lắm. Em đau lòng lắm rồi tụi em chia tay. Thôi cái chuyện nó thật ra là nó cũng qua rồi. Dạ, có thể là do cái từ ngữ, cái cách biểu đạt của hai bạn mà mình không có đồng cảm được với nhau. Thật sự qua một vài câu nói mình cũng không có thể nào nhận xét được đối phương là người thế nào. Có thể em nói cũng chưa khéo, bạn nó nghe lại cũng không đồng cảm, đâm ra nó mới ra như vậy. Ngoài đó là cũng yên. Bạn đó hình như ưu tiên về vấn đề mà đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn là em. Chia tay bao lâu rồi em? Từ Tết, mùng 4 Tết tới giờ. Cũng lâu rồi mà em vẫn chưa quên được đúng không? Vẫn chưa quên được là do mình bị tổn thương, chứ không phải là không quên được là do mình còn cái tình yêu thương gì, phải không? Thôi bỏ qua, đừng có để những cái chuyện đó. Cả hai ngày hôm nay đều giống nhau một cái chỗ là ai cũng bị cái tổn thương trong cái tình yêu. Nhắc đến các bạn rất là nhiều cái cảm xúc. Đó cũng chỉ là những cái va vấp trong cái cuộc đời mình phải trải qua, để qua đó mình rút kinh nghiệm cho những cái mối tình sau. Mình cẩn trọng hơn, mình kỹ lưỡng hơn, mình chọn lựa đúng hơn thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho mình ha. Thôi chuyện cũ bỏ qua, không buồn nữa nha. Bây giờ chị hỏi Hiếu là em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em chỉ mong muốn tìm một người bạn gái biết chung thủy, biết chia sẻ trong mọi công việc em làm. Tại vì em làm ca ngày thì nó 12 tiếng. Nhiều khi anh em trong công việc á, bận gia đình này kia em phải chật thế. Nghĩa là hàng ngày mình làm gì cơ? Hàng ngày là em làm nghiệp vụ bên hãng xe ô tô, tiếp khách xe vô xem xe mới hay là xe cũ. Vậy em có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Thì cao 1m từ 55 đến 60. Tại vì em cao 1m72 rồi. Không có yêu cầu gì hơn, không yêu cầu gì hết. Rồi bên đây thì sao? Mà mẫu người bạn trai, người chồng tương lai của mình là như thế nào? Em chỉ mong cái người đó thôi, hiền, đừng có quá cộc cằn, biết lắng nghe chút thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn đó đừng có nhậu nhẹt nhiều quá, hay là hút nhiều quá cũng không nên. Rồi, có nghĩa là mẫu người lý tưởng của mình là như vậy ha. Bây giờ đâu có đem hình ảnh gì không cho Tường xem? Đâu đó, có anh ở trọng á, rồi có bạn ấy ở trọng luôn. Nhận ra cổ không? Đoán cổ là ai không? Bữa đây nhận ra anh nào không? Chắc là anh này. Chắc là anh này phải không? Rồi mình cứ cầm hình đi, để lát mở cửa ra coi phải ảnh không. Đâu? Trời ơi, tao nói nó dễ quá mà. Sao mà không đoán cho chúng được. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim nha. Mở cửa trái tim. Cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy nhau như thế nào? Dạ, em cũng thấy bình thường. Bình thường, đoán đúng là thấy bình thường. Dạ. Rồi Hiếu, có cảm xúc gì chưa? Có, tim em đập loạn xạ rồi chị. Tim em đập loạn xạ rồi chị. Tim đập loạn xạ chứ hả? Rồi bây giờ á, tụi chị mới là gặp nhau thôi. Nè. Loạn xạ đồ quên luôn hả? Qua đây. Cái này có món quà anh tặng cho em, này là lần đầu tiên gặp. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Công việc tốt nha. Tặng cái đó có ý nghĩa gì? Em làm hay là em mua hay là ở đâu vậy? Này là em làm, còn cái hũ thì em mua. Cái giấy xếp ở trong là em làm? Dạ. Xếp được 3 ngày 1 đêm. 3 ngày 1 đêm. 500 viên. 500 viên trọng á hả? 500 cái ngôi sao may mắn. Hạt nó nhỏ. Còn nếu mà bước tiến xa hơn nữa thì em sẽ ship 3.000 con hạt để tượng trưng cho một cái mối tình yêu em trọn đời, yêu em trọn đời. Suốt đời và mãi mãi chúng ta có thông điệp cũng rất là ý nghĩa ha. Bây giờ trước tiên chị Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ cùng ăn trưa với nhau để mình trò chuyện với nhau một chút xíu, rồi chị Tường sẽ quay lại. Mình cứ mạnh dạn chia sẻ, trao đổi quan điểm về tình yêu, về hôn nhân, hay là hẹn hò như thế nào, cái sở thích của nhau. Mình cứ thoải mái mình chia sẻ nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn có tên gọi là cơm chiên hải sản trái cam của nhà hàng Indochine. Nhìn rất là bắt mắt ha, và chắc là cũng rất là ngon miệng. Mời hai em. Nhớ tự nhiên nha, một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Xin mời em. Dạ mời anh dùng. Quan niệm tình yêu của em thì sao? Cách gặp người phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Nói chung là gặp ở đây của nó cũng có cái duyên rồi. Thì quan niệm đối với anh, gặp em lần đầu tiên á, em cười có hai cái đồng xu rất là dễ thương. Dạ thì cứ mình coi nhau, mình cho mình cơ hội đi. Dạ cơ hội để làm bạn, tìm hiểu làm bạn gì đó. Dạ có thí dụ mà có tiến xa hơn á, thì em muốn sinh mấy đứa, trai hay gái? Em nghĩ là sinh một đứa thôi, còn không biết trai gái thì tùy duyên. Em nghĩ trời cho sao mình nuôi vậy đi. Nếu mà con gái thì ok, con gái thì dễ sắm đồ, thì đẹp giống như mẹ nó vậy á. Em thì không là người đơn giản, em không có cầu kỳ sửa soạn nhiều, nhiều khi em thích cái chăm sóc cho mình nữa. Anh thì không thích phụ nữ trang điểm nhiều. Mà em thích mặc quần jean với áo thun không, mà không có thích mặc đầm. Đúng rồi, phụ nữ phải bằng quần jean nó mới đẹp hơn. Quen biết với nhau, hẹn hò, thời gian em rảnh là rảnh khi nào? Em bây giờ thời gian rảnh rồi cũng nhiều. Còn như anh thì cũng một tháng 30 ngày là coi như làm đủ. Rảnh thì anh sẽ sắp xếp thời gian gặp nhau đi uống nước gì đó, mình ngồi nói chuyện thêm. Dạ đúng rồi. Còn như bây giờ anh nói em nghe, giờ cái chuyện tình yêu á, thì em cũng trải qua rồi. Anh cũng trải qua được hai mối tình rất là dài. Bây giờ em vẫn còn tổn thương, anh sẽ soi nhiều sau cái vết thương ở cho em, trong trái tim em. Trong anh không có hứa gì á, anh chỉ hứa một câu đơn giản thôi. Nhà cao cửa rộng anh không có cho em được. Dạ. Sang trọng anh cũng không có, như lãng mạn cũng không có luôn. Anh chỉ cho em những gì anh có thôi. Em cũng không cần người ta cho em gì hết. Tại vì em cũng tự làm được, tự lập được, mà em cũng không cần người đàn của em cho gì hết. Đó em là cũng... mỗi khi là sinh nhật em, tặng quà em, hay là lễ 14 tháng 2 gì đó. Dạ. Nếu mà tiến xa hơn anh sẽ ship cho em 3.000 con hạt đựng chân cho. Thôi em không cần 3.000 con hạt đâu anh ơi, mất công lắm. Tại em gì đâu mất công, mình làm bảo vệ, mình ngồi đó mình rảnh thời gian mình ship giờ nào cũng được. Nên miễn sao tới ngày sinh tháng đẻ em thôi là anh tặng em là được rồi. Nó cũng mất thời gian mà mất công sức. Nói chung là quà thì tấm lòng là được rồi. Em cũng không có yêu cầu gì. Em sao có tấm lòng tặng em thôi cái gì vậy. Em ăn đi. Dạ. Ăn cũng nhiều. Anh em cười dễ thương quá, tim nó bấu gối quá, Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Rồi công việc ngày thường em làm ở đây rồi em có đi làm gì chưa? Em dạo này không có đi làm nhiều. Ngày xưa thì làm suốt, làm từ sáng cho tới tối luôn. Ăn cơm chưa? Ngon không? Em ăn không nổi chị Tường ơi. Sao vậy? Nhìn bạn bé bối rối tim đập. Trời ơi, nhìn bạn bé bối rối quá tim đập thiệt tình. Nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được nè? Em muốn tìm hiểu bạn gái thì từ 6 tháng đến 5 là em bước tới. Còn em dự định thí dụ mình tìm được người đúng ý của mình thì mình bao lâu nữa mình kết hôn được? Em thấy bây giờ mình cũng lớn rồi, thời gian chắc cũng 6 tháng hoặc 1 năm là cũng. Vậy là cũng trùng khớp rồi ha. Quan điểm của em trong hôn nhân là như thế nào? Hôn nhân thì phải có sự chung thủy. Theo em nghĩ, ví dụ mình lập gia đình rồi thì ở trong nhà cái tài chính kinh tế ai sẽ là người quản lý? Nếu mà em lập gia đình rồi á, cái tài chính á thì em sẽ đưa cho vợ em 6 em 4. Tại vì em đi làm ở ngoài xã hội thì em phải ăn, là uống nước, rồi đổ xăng, ví dụ đi, dạ rồi đi xe bị hư này kia mất không. Còn em nghĩ như thế nào? Trong gia đình thì người trụ cột thì ai sẽ là người quản lý tài chính trong gia đình? Em nghĩ bạn trai nó cũng hợp lý. Bạn trai thì cũng, nếu mà khi mà lập gia đình thì cũng nên đưa vợ một phần, nhưng mà cũng phải giữ một phần, tại vì người ta cũng sử dụng. và bản thân em cũng có tài chính nên em cũng không quan trọng điều đó. Đúng rồi, nhưng mà thật ra thì lấy nhau về thì cũng không thể nào mà ở này tiền anh này tiền em, mình cũng phải có một cái quỹ chung để mình lo mình xây dựng, rồi chưa kể con cái rồi giáo dục con cái rồi mình phải hậu thân hậu thuẫn về sau nữa. Rồi hồi nãy chị ra ngoài thì chị thấy hôm nay là em đi có bạn bè đi theo đúng không, có người nhà đi theo, em họ em đi theo. Rồi bây giờ sẽ mời em họ của bạn trai vào để chúng ta hỏi thăm ý kiến nó như thế nào nha. Rồi, chào em trai. Dạ, chào chị. Rồi, cưng tên gì? Dạ, em tên Phúc ạ. Tên Phúc. Dạ. Rồi, hôm nay nãy giờ ở ngoài ngồi nghe hết câu chuyện của hai anh chị chưa? Dạ rồi. Ở nhà thì anh Hiếu mình có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu của anh Hiếu thì ảnh hay ngủ ngái thôi chị, không có gì. Ồ, ngái, cái ngủ ngái đâu cũng cằn lắm chứ không có gì, ngái lớn không? Dạ, ngái dễ thương lắm chị. Dễ thương hả? Ngái, dạ. Ngái tốc độ, cường độ. Thôi chị hả? Dễ thương quá. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Thôi chị bắt chứ không có được. Ngoài cái ngủ ngái ra còn gì nữa không? Dạ không, em thấy anh Hiếu chỉ có tật xấu đó thôi, còn ngoài ra đều là tốt hết. Ồ, anh có làm việc nhà rồi này kia không? Dạ có chị. Nấu ăn rồi về nhà dọn nhà cửa này kia. Ồ, vậy hả? Vậy là tốt rồi. Rồi nãy giờ em nhận xét thấy chị Ngọc này như thế nào? Dạ em nhận xét thấy chị Ngọc là một người sống có mục đích, với lại chị cũng còn nhiều nỗi buồn trong cái mối tình cũ của chị thôi, chứ em thấy chị cũng có nghị lực vượt qua, nếu mà không có nghị lực thì đâu có lên đây. Còn riêng em thấy anh Hiếu, anh chọn bấm chị Ngọc với anh Hiếu, cố gắng giữ tình yêu nha anh Hiếu. Vậy thôi đó hả? Dạ thôi, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, có nghĩa là khuyên anh mình là phải bấm nút đúng không? Dạ. Vậy em có muốn nói gì với chị Ngọc bên kia một câu không? Chị nói là chị với lại anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Những cái lời chia sẻ của em cũng có thể là giúp ích cho hai anh chị rất là nhiều đó. Rồi, cảm ơn Cưng, tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ để cho thêm các em có thêm cái cảm xúc nữa, bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ của chương trình. Ở đây có những lá thăm, mời mỗi em sẽ bốc một lá. Mời em bốc trước. Rồi, đọc lớn lên cho chị nội dung trong đó coi nè. Bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không và lý do vì sao? Rồi. Em thì em hồi đó giờ em không có thích sống thử với ai hết. Tại vì em quan niệm Á Đông. Có nghĩa cái gì quý giá nhất mình phải dành cho chồng mình trong đêm tân hôn, đúng không? Ừ. Ý em là vậy gì? Em suy nghĩ sao về cái câu trả lời của Ngọc? Câu trả lời đó là chính xác chị. Nếu mà em quen một người bạn gái mà sống thử em không chấp nhận. Tại vì em là gốc em là người Tàu. Gia đình em cũng là người Tàu. Rồi giả tỷ như bây giờ em lấy một người vợ mà đến ngày hôn nhân thì tới cái đêm em giữ, nhưng mà tới lúc đám cưới đêm tân hôn thì em mới biết là cái người bạn gái đó không, em không phải là người đầu tiên của người bạn gái đó, thì em sẽ nghĩ như thế nào? Em sẽ nghĩ như một câu rất là đơn giản, mình chỉ biết bạn gái là hiện tại bây giờ thôi. Rồi. Nói chung ai cũng có một cái quá khứ. Hiểu. Rồi mời em bóc một lá. Đọc lớn lên chị coi. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay và hôn vào má bạn nam. Chắc ngược quá. Giờ em phải là chủ động làm chuyện đó chứ không thể nào bạn nữ chủ động, đúng không cưng? Em có quyền xin phép bạn nữ đứng lên rồi nắm tay rồi nói gì đó với bạn ấy trước khi chúng ta quyết định. Em xin phép cho anh nắm tay em. Hai bạn nhìn nhau đi, nói với nhau. Mình tới đây cũng là có cái duyên rồi. Cái tuổi của em á, là cái hợp cái tuổi của anh 83 với 81 rất là hợp nhau. Anh mong em cho mình một cơ hội bước tới, mình cùng nhau bấm nút hẹn hò nha. Rồi, cảm ơn em về chỗ. Thật ra tất cả chương trình tạo mọi điều kiện là để cho hai đứa em có một cái sự va chạm, mình tiếp xúc với nhau để mình cảm nhận được. Đôi lúc nói không cũng chưa đủ, nhìn không chưa đủ, họ không biết phải nhân duyên hay không. Nhưng mà hôm nay là trong chàng trai này là thấy mọi thứ là một cái tương lai rất là tươi sáng. Còn về bạn nữ thì chị cũng chia sẻ như thế này, chuyện gì cũ rồi thì bỏ qua. Chị nghĩ em đây cũng là những cái trong tình trường thì em cũng chưa có nhiều, và chị cũng chỉ khuyên em một câu thôi, tìm một cái người đàn ông ở cái thời buổi này mà chân thành, có cái cảm xúc với mình, yêu thương mình thật sự và quan tâm chăm sóc mình cực kỳ khó. Bản thân chị tìm mãi cũng không thấy. Cái thứ hai thì sống bây giờ cuộc sống nó cũng rất khó khăn, thậm chí đôi lúc là phải học ra tốt nghiệp đại học, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư mà không có sự hỗ trợ của gia đình giúp đỡ cũng khó mà có thể an cư lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là một chàng trai cũng đã cố gắng đi lên từ đôi bàn tay của mình đó, thì bây giờ cũng có nhà có cửa an cư lạc nghiệp, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mình suy nghĩ thôi. Tôi chỉ tác động như đó, tôi không nói thêm. Ăn thua là cảm xúc của hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống. Nếu không đồng ý chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Một, hai, ba, hết thời gian. Em bấm chưa? Thôi em bấm rồi. Em bấm lại coi. Đó, yếu hơn người ta nữa. Lo lắng cái gì mà tôi thấy bấm đèn xanh lên rồi là sao, là nhìn nhấp. Kính thưa quý vị, hai nửa trái tim đã cùng sáng lên rồi. Mời hai em về chung một phía. Sao mà nãy em nói chuyện bạn trai lúc mà nắm tay em mà em nhìn đâu không vậy, làm chị hồi hộp quá à? Dạ. Lý do sao em không dám nhìn vô mặt bạn trai vậy? Tính cách em là thí dụ như mới quen cũng ngại thôi, nhưng mà đó là sự khởi đầu. Nhưng mà bây giờ phải nắm tay nhau nè. Hồi nãy là mình nắm tay đó là do chương trình bắt buộc, còn bây giờ mình đã bấm nút hẹn hò rồi. Rồi giống như Tường nói, cố gắng chăm chút cho cái tình yêu của mình. Biết đâu vậy mà mai mốt đây là một cái thành một cặp vợ chồng sống ăn đời ở kiếp với nhau thì sao? Mình đâu nói trước được điều gì, đúng không? Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng hai em là ngày hôm nay mình cũng đã có cơ hội để được gặp nhau trong chương trình. Rồi, gửi tặng em gái một phần quà để làm đẹp nè. Yeah. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn luôn những chiếc vé xem phim hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng, đến đó xem phim, hẹn hò, tìm hiểu nhau. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì cặp đôi này đã đồng ý hẹn hò với nhau.